ở trong cái này thì tôi phải thuyết minh cái chi tiết này một cái sản phẩm mà tung được ông ra mà đáp ứng được cầu thì nó là thế nào thì thưa các bạn là thế này một sản phẩm chỉ đạt được độ cầu nếu mà nó đạt được ba yếu tố như sau người ta gọi đây là ba cái vòng sản phẩm vì là quyết định cho nên tôi phân tích hơi sâu một tí. Đây. Đây là phần lõi của sản phẩm. Phần lõi chính là công năng của nó. Ở đây, công ty tôi bán một cái ly để uống nước hoặc uống bia. Đấy là công năng. Và như vậy công ty tôi có một cái lõi đầu tiên, một sản phẩm. Và công ty bên kia cũng bán đồ thủy tinh. Nhưng không có cái ly Thế thì chết với tôi rồi Tôi sẽ giết mày Bởi vì chỉ có anh có mà chú không có Nhưng mà trong thị trường cạnh tranh này, Thôi đừng ngạo mạn đi Chú có người ta cũng có Thế thì tôi sẽ đè anh cái thứ hai Đè cái thứ hai Thì đó là đè ở phần thực của sản phẩm Như vậy Tôi là người bán hàng Nếu tôi biết chắc chắn Trên thị trường hàng của tôi chỉ có mình tôi có thì tôi đích cần quan tâm tới giá tôi đích cần quan tâm tới thuyết minh công năng tao bắt mày phải mua nhưng nếu thị trường cũng có cái ly này thì bắt đầu người bán hàng phải chuyển sang tông thứ hai để thuyết phục khách họ của em cũng là ly bên kia họ cũng là ly nhưng mà ly của em nó khác à đúng không đó chính là ngoài công năng ra nhưng mà chất lượng của em nó khác à Đừng có đùa thì tinh của em đổ nước nóng vào xong đổ ra đổ nước lạnh vào vũ tư Còn không anh tin đổ người ta đi vỡ liền Ok Phần thực giá em ngon hơn giá anh như bên kia nhiều Đó nào đây là phần thực Em nói cho anh biết ấy, là công năng của em là hai công năng lận này, chứ không phải một đâu dạ. cho nên cái này đã đóng vai trò cái phần thực của sản phẩm và như vậy cuộc đè thứ hai xuất hiện và cạnh tranh lành mạnh xuất hiện họ đè mình và nhiệm vụ mình phải đè người ta để đạt được yếu tố sản phẩm tốt các bạn ạ à nhưng mà bây giờ kinh khủng lắm kinh khủng lắm kinh khủng lắm mình đè thế nào người ta làm được như thế và cạnh tranh nó đạt tới mức anh không đè nổi phân thực nữa có ly họ cũng có ly các bạn ạ, à? tính năng, họ cũng tính năng Và chất lượng, họ cũng thế, anh không ngạo mạn được Thì bây giờ đè vùng 3 Vùng 3 của sản phẩm, đó là phần giá trị gia tăng Không, anh yên tâm, em chưa nói hết Anh kỳ quá, đó là kẻ bán hàng Đó là hàng của em á. Em đảm bảo với anh, anh mua 10 cái ly Em giao cho anh 11 cái anh người mua hàng rồi, thôi còn lại ông. Bên kia nó còn giao 12 à à thế à? Và thế thì ta Cái đội bán hàng của em không bao giờ dưới 25, không bao giờ trên 25 tuổi. Còn đội bên kia toàn 52 đúng không? Thôi ông ơi, đội bên kia của nó mẹ cao nhất có 20 à của Tôi tôi bỏ mẹ. Thế thì à, bây giờ em nói em em mang đến tận nhà cho anh. Được chưa? mang tận nhà phí vận chuyển mà không ới cái có liền cái gì ạ à? tất cả những trò chơi này nó nằm trong trị giá gia tăng và cộng ba cái này lại rrr, 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 thì nó tạo nên chứng sản phẩm và thế giới bây giờ nó còn sang vòng 4, vòng 5 trị giá tiềm ẩn một sản phẩm thế nào là tốt một sản phẩm tốt là một sản phẩm mà ba vòng này đều ngon và tùy từng trường học mà mình sẽ tung ra cái vòng nào trước đằng này cái cô bán hàng cũng không học vào trận một cái là bắt đầu khoe khoang cái phần khuyến mãi trước không thể tưởng tượng được nói đến phần thật thì không biết tôi mua cái điện thoại em em hướng dẫn anh sử dụng đấy lật ngang lật ngửa không biết dùng tôi uống bia tôi bảo em ơi thế bia này sản xuất từ cái gì Mày, anh sợ chết đó cái này làm từ lúa mạch với anh à, thế lúa mạch nó to hay nó nhỏ anh kỳ quá lúa mạch là nó to hơn lúa ta nó to bằng cái đầu này này cái gì có con thì bảo cái đầu lúa mạch nó bằng cái tâm cho nên là các anh chị không thể bán hàng được vì người ta không hiểu thế nào là sản phẩm các bạn ạ và đây là phần lõi Bạn lấy một cái sản phẩm Và được cái vỏ thôi Và kết quả tôi đi Thụy Sĩ Tôi không hề khoe khoang với các bạn Tôi mua cho vợ tôi một cái đồng hồ Rolex à, Cỡ loanh quanh trăm triệu Còn của Nam thì cả tỷ Thế tôi về tôi mới nghịch Về sân bay tôi sân nhất Tôi mua thêm một cái đồng hồ Trung Quốc nữa mà roulette thì nó làm theo truyền thống Cho nên là hình thức thì nó không đẹp Nhưng ở trong nó là chân kính bằng kim cương 100 năm là vô tư Đắt lắm Thì tôi mua cái đồng hồ Trung Quốc Ở trong toàn bằng sắt như là sắt ống bơ là sắt Tào lao Nhưng ở ngoài nó đẹp lắm Cái vùng gia tăng Đẹp lắm Tôi về tôi bảo em ơi Anh tặng quà cho em này mà nhà mình hiện tại thì vì tôi có thằng con trai thôi mà Hiện tại có hai người phụ nữ thôi Em với cả cô ô xin Cho nên là anh muốn tặng em một cái đồng hồ và, và bạn ô xin một cái đồng hồ Nhưng vì em là vợ anh Cho nên em được chọn trước Nào em chọn cái nào để còn lại anh tặng nó Vô hè cái đồng hồ Trung Quốc Em lấy cái này Ôi là gà và các bạn gái chọn chồng chọn sản phẩm chồng cũng y vậy vì các bạn không hiểu thế là cứ đẹp trai nhào vào không đẹp trai là tốt chứ nhưng nó là yếu chú chọn cuối cùng vậy thì bây giờ áp dụng đầu tiên là chọn cái gì trước làm sao đạt được công năng của bà đã có hiểu không xong đến thứ hai là bản chất nó tốt xấu một tí không sao mà đẹp tuyệt vời mà không có lõi chào mà có lõi mà hơi xấu duyệt chú ơi, hiện tại ba phần tốt hay trọng đầu tiên là phần gia tăng có đẹp trai không yeah, rồi phần thực có tốt không Có là anh đàn ông đàng hoàng không làm sao mà biết được chỉ trong khó khăn mới sinh ra bản chất thôi em ạ à. đừng có đùa còn bây giờ phần lõi tốt không sao lại chắc được? đã chết chưa? kiểm tra chưa? Thì chết rồi, tôi chết rồi. Vậy thì quan niệm của các bạn gái bây giờ là có bầu rồi mới cưới, hay cưới rồi mới có bầu? Cưới rồi không có bầu. Thế cưới xong nhớ không có bầu sao? Vì phần lõi chú kém. Hả? Thì lại đi kiếm cái lõi khác. Trời ơi là trời! Tôi phải ứng dụng đến mức như vậy để các bạn hình dung tôi nhìn các cuộc tình của các bạn tôi buồn cười lắm nếu cho tôi nhìn ở góc độ bán hàng các bạn ạ cho nên là mặt cứ vây ngược ấy có thằng là bồ đẹp trai là không một bữa nhậu nào không kéo đi để ngầm nổ với bạn gái nhà mình mẹ bồ tao ngon chưa à. ngon hay không là ở lõi chứ không phải ở cái vỏ đồng hồ trung quốc ấy các bạn ạ và gần như phụ nữ là sống bằng cảm xúc cho nên nhầm to Cho nên tôi mới lấy ví dụ về chuyện này Và bây giờ cái cuối cùng Các bạn nhìn này Trị giá ngoại lai của tôi Này Xấu đến cỡ này Mà vợ tôi lấy tôi Theo các bạn Vợ tôi là kẻ khôn hay ngu Hả? Gia tăng kém Nhưng mà phần thực với phần lõi ngon lắm đó. Hả? Còn mấy cái thằng này mới lớn thì hay nói kiểm chứng Tôi 33 năm rồi Chứ không cần phải diễn giải nữa Kiểm chứng xong hết rồi Đúng chưa? thấy chưa? Thấy chưa? Bắt đầu có ý nghĩ suy xét lại không? Hả? Đời tan hoang đấy chứ không phải chơi đâu Lấy phải cái thằng đàn ông mà đẹp trai mà mất dạy thì thôi Cả đời cô con gái hỏng rồi Đẹp trai không mất dạy mà cái này lại là nữ Thế thì thua rồi mà xác suất xảy ra điều đó thưa các bạn nhiều hay ít tính trong điều kiện ngày hôm nay nhiều hay ít cực nhiều không phải chuyện chơi đâu lo không lo à? lo thì thay đổi cách làm thấy chưa vậy thì người ta đòi cụ thể ba cái trụ này được chưa ba cái chủ này